Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ông Jacob sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Lời khen Chúa. Trọng kính quý cha, kính thưa cộng đoàn, con xin phép được chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay. Thưa cộng đoàn, bắt đầu đối chiếu với Thánh Giuse thì tôi thử xem là cái tên Giuse nó nghĩa là gì. Thưa, cái tên Giuse theo nguyên ngữ của Do Thái và Hy Lạp, nghĩa của nó là thêm vào, là phụ thêm. Cái nghĩa Giuse nó là vậy. Mình đi tiếp một đoạn nữa thì toàn bộ ở trong Kinh Thánh á, không có nói đến một lần nào mà Thánh Giuse mở miệng thưa với người nọ, bẩm với người kia, hay là nói một lời nào, hoàn toàn không. Thế thì tôi mới thấy, thì ra Thánh Giuse cũng có thể được gán cho cái danh hiệu là anh hùng, nhưng mà anh hùng theo cái kiểu khác, không theo cái kiểu của người đời lên truyền hình, lên tivi ghi công trạng. Thánh Giuse hoàn toàn không. Nhưng mà Thánh Giuse nên anh hùng theo cái nghĩa này. Nếu xét về cái gương đức tin á, thì đúng là Thánh Giuse là anh hùng, nhưng mà cũng không có giống với lại các cái nhân vật vĩ đại ở trong Kinh Thánh mà như chúng ta cũng có nghe đề cập đến đây. Thứ nhất đó là tổ phụ Abraham. Tổ phụ Abraham được mệnh danh là cha của những người tin, là tổ phụ của những người tin, bởi vì Abraham hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chúa gọi ông là: ngươi hãy rời bỏ quê cha đất tổ để đi đến một cái nơi mà ta sẽ chỉ định cho ngươi, và ta sẽ cho ngươi một dòng dõi như sao trên trời, như cát ngoài biển rất đông. Abraham vâng nghe lời Chúa, rời bỏ tất cả để đi. Nhưng mà Abraham cứ nghe Chúa hứa 5 lần 7 lượt: ta sẽ cho ngươi một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Mà ông thì đã cao tuổi rồi, mà bà Sarah vợ của ông thì lại không còn cái khả năng sinh nở nữa. Cho nên ông, khi ông cứ nghe Chúa hứa vậy thì ông mới nói là: bây giờ Chúa cứ hứa không, mà Chúa không cho con cái dấu gì để bảo chứng rằng cái lời Chúa hứa là nó đúng. Bây giờ Chúa cho con một cái dấu để đảm bảo đi. Thì lúc bấy giờ
Chúa mới cho ông làm một cái giao ước, giao ước giết máu chiên, một nửa thì rải trên bàn thờ, một nửa thì rải trên dân chúng. Và đó là cái dấu chỉ, hay là ít nhất ông Abraham còn được thưa lên với Chúa một đôi điều. Đó là cái nhân vật tổ phụ của những người tin ở trong Cựu Ước. Còn đối với Đức Maria, mẹ là một cái mẫu gương mà khỏi cần nói nhiều, chúng ta cũng có thể hiểu và chúng ta hình dung ra được là cái đức tin của mẹ đạt đến cao độ cái cỡ nào. Nhưng mà cho dẫu Đức Mẹ có tin cao độ như vậy, nhưng mà chính Đức Mẹ cũng được đối đáp lấy vài câu. Chẳng hạn như là khi sứ thần Gabriel đến báo với Đức Mẹ, truyền tin cho Đức Mẹ rằng bà sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, thì Đức Mẹ nói ngay: cái chuyện đó không thể nào xảy ra được, bởi vì tôi không biết đến người nam. Đó là Đức Mẹ nói như vậy. Đức Mẹ chính môi miệng Đức Mẹ nói như vậy. Đó, ít nhất thì Đức Mẹ còn được cái lý giải là tại làm sao Đức Mẹ phải làm cái công việc này. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn vào Thánh Giuse, mình phải tâm phục khẩu phục Thánh Giuse về cái gương anh hùng. Ngài tin theo Chúa mà chỉ là tin qua cái báo mộng mà thôi. Khi mà biết rõ sự thể là bạn của mình đã được đính hôn với mình, hôm nay lại mang thai, mặc dù là sứ thần có báo nói rằng bạn mình mang thai là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhưng mà Thánh Giuse thì cũng vẫn định là một mình giải quyết, và một mình sẽ lãnh chịu những cái đó bằng việc âm thầm mà rút lui. Nhưng mà đêm đến thì sứ thần của Chúa đến báo mộng với ông: đừng có ngại, đón Maria bạn mình về nhà. Và tỉnh dậy thì Thánh Giuse sẵn sàng đón Maria về mà không nói được một lời nào, chỉ là ở trong giấc mộng thôi, giấc mơ thôi, chứ không phải là lúc tỉnh. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai, khi mà Herode lại định tâm giết trẻ hài nhi, thì thiên thần lại hiện đến báo mộng với lại Giuse: dậy, dậy ngay, đem con trẻ và mẹ người trốn sang Ai Cập, bởi vì Herode đang tìm giết con trẻ. Thế là Thánh Giuse tỉnh dậy và tiếp tục một lần nữa qua cái báo mộng đó để mà đem Đức Maria và hài nhi Giêsu sang Ai Cập. Rồi lại thêm một lần nữa, lần thứ ba, đó là khi mà được báo mộng là Herode đã chết, thì đem mẹ Maria và hài nhi trở về cái quê quán, thì Thánh Giuse lại là như vậy. Thì tôi mới thấy Thánh Giuse có thể nói là anh hùng trong đức tin, bởi vì Thánh Giuse mặc dù không nói được một lời nào, nhưng mà sẵn sàng vâng nghe theo thánh ý Chúa. Vì thế, cái trước nhất, Thánh Giuse được gán cho cái tước hiệu là đấng công chính. Đấng công chính không phải chỉ đơn thuần là sống chính trực, sống thánh thiện, mà đấng công chính đây còn phải là đấng kính sợ và vâng phục thánh ý Thiên Chúa nữa. Về cái điểm này thì chúng ta nói Thánh Giuse làm cực kỳ tốt. Đó là cái thứ nhất, Thánh Giuse anh hùng trong việc tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Thứ hai, Thánh Giuse anh hùng trong việc bảo vệ mẹ Maria và hài nhi Giêsu. Chúng ta thấy ngay từ khi Đức Maria mang thai thôi, rồi bụng mang dạ trưởng, thì Thánh Giuse đã lập tức đứng đóng một cái vai trò theo đúng nghĩa là một người chồng, là một người bảo bọc cho cái gia đình. Cho nên sẵn sàng cùng với Đức Maria chịu vượt những cái khó khăn. Cái cao điểm của cái khó khăn đó là sẵn sàng đêm đông giá lạnh ở nơi hang đá để mà che chở bảo bọc cho Đức Maria đã đành, mà còn cho cả hài nhi nữa. Cũng như là những lần mà đang đêm và vượt qua một cái quãng đường xa để mà đến lánh nạn
vua Herode. Thứ ba, Thánh Giuse là anh hùng trong việc mà vượt những cái khốn khó ở trong đời sống. Chắc chắn cuộc sống ở Nazareth của Thánh Giuse, của Đức Maria và của Chúa Giêsu không có nhẹ nhàng, không có dễ dàng gì. Nhưng mà Thánh Giuse với cái việc cần mẫn, với một cái tay nghề thợ mộc, sẵn sàng lèo lái cho cái gia đình này vượt qua tất cả, và hơn nữa là trở thành một gia đình gương mẫu cho tất cả mọi gia đình công giáo, cách đặc biệt là các gia đình công giáo phải noi theo cho đến mãi tận ngày hôm nay. Như thế, thưa quý ông bà, anh chị em, nói đến đây chúng ta cũng đủ thấy được Thánh Giuse là đấng bậc anh hùng trong đời sống đức tin, đấng bậc anh hùng trong đời sống bao bọc và che chở cho gia đình. Và nữa, Thánh Giuse là đấng anh hùng trong việc dìu dắt gia đình vượt thắng những cái khó khăn, thử thách ở trong đời sống. Hôm nay, ngày lễ bổn mạng của Hội đồng Hương Trẻ Vĩnh Trị. Hội đồng Hương Trẻ Vĩnh Trị đây không phải là những người trẻ, chỉ toàn là những người trẻ, mà Hội đồng Hương Trẻ Vĩnh Trị đây cũng có nghĩa là những người, thứ nhất, mới tham gia cái hội này, thứ hai là những người mà rời quê cha đất tổ để đi vào nơi đây và cùng dựa dẫm vào nhau cùng một cái đoàn hội. Có hội đồng hương trẻ khác với lại cái đồng hương cũ mà chúng ta vẫn tổ chức ở xóm mới, như trước đây tôi vẫn biết. Chắc chắn trong cái này đòi hỏi mỗi quý vị phải trở nên một anh hùng giống như Thánh Giuse trong đời sống đức tin. Cái làng Vĩnh là cái làng công giáo toàn tầng. Cái làng Vĩnh từ xưa tới nay, đó là cái làng có thể nói là có một cái lối sống đạo đặc trưng, không phải chỉ của miền Bắc mà nó chung cho cả giáo hội Việt Nam. Nó có một cái nét riêng, một cái nét cực kỳ đặc biệt. Thế thì hôm nay và những cái ngày quý vị rời cái đất làng Vĩnh đó để đi bôn ba vì miếng cơm manh áo, quý vị không có đến nỗi khó giống như Thánh Giuse, giống như gia đình thánh xưa kia. Nhưng mà quý vị thử nhìn lại, thử xem cái đời sống đức tin của mình có đã được hay chưa, có đã được giống như Thánh Giuse là một đấng bậc anh hùng trong đời sống đức tin hay không. Tôi không dám nói nhiều, nhưng mà tôi chỉ gợi ra để rồi mỗi người chúng ta nhìn vào đó, nhất là trong cái bối cảnh của mùa chay này, chúng ta nhìn lại cái đời sống đức tin của mình. Thứ hai, khi quý vị rời làng Vĩnh để cho dù có đến đất Sài Gòn, Bình Dương hay là bất kỳ ở một nơi nào, thì tôi cũng dám chắc quý vị có một gia đình. Thế thì quý vị, mỗi một thành viên trong gia đình có đã từng là một anh hùng để bảo vệ cái đời sống ở trong gia đình của mình hay là chưa? Cái này nó quan trọng, bởi vì gia đình thánh cũng thế thôi, nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Thì gia đình chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng có những cái khó khăn đó, và chúng ta có biết khôn khéo, chúng ta có biết dựa dẫm vào nơi đấng mà ngày xưa đã từng bao bọc chở che cho gia đình một cách rất xuất sắc, để chúng ta cũng có được một cái gia đình hòa thuận, ấm êm hay là không. Thứ ba, chắc chắn ở trong đời sống của quý vị nó sẽ có những cái lúc thử thách. Thử thách bằng cái đời sống kinh tế, thử thách bằng cái đời sống của con cái, của vợ chồng, trước những cái thực tại mà xã hội ngày hôm nay chúng ta thấy nhan nhản là ly dị, là đổ vỡ, là cơm không lành, canh không ngọt. Chúng ta làm sao để mà chúng ta vượt qua được đây? Mỗi một người chỉ có thể có được một gia đình ấm êm thực sự nếu từng thành viên trong gia đình đó là những anh hùng thực sự trong việc bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình. Bởi thế,
thưa quý anh chị em Hội đồng Hương Vĩnh Trị trẻ thân mến. Hôm nay trong tháng Kính Thánh Giuse và đặc biệt là trong ngày mừng bổn mạng của quý vị, tôi cầu chúc cho quý vị dù là nam hay là nữ, dù là người lớn hay là thiếu nhi, dù là vợ hay là chồng, thì quý vị cũng vẫn phải luôn là một vị anh hùng ở trong gia đình, nhất là trong đời sống đức tin, trong việc bảo vệ gia đình và trong việc lướt thắng những cái khó khăn cùng với gia đình. Có như thế chúng ta mới mong giống và sẽ trở nên giống như gia đình Thánh Gia vậy. Xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh Giuse, quan thời của quý vị, ban muôn phúc lành cho hết thảy quý vị. Amen.